Giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến. Và hôm nay, chúng ta cùng có mặt tại đây, tại buổi lễ tuyên dương khen thưởng cho các cá nhân, tập thể đã đạt thành tích cao trong các cuộc thi năm học 2017-2018. Và để cùng nhìn lại chặng đường đã qua, nhìn lại bao sự cố gắng, nỗ lực của thầy và trò trường Trung học Phổ thông Phan Châu Trinh. Và trước khi bước vào phần lễ chính thức của buổi lễ sáng hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với những tiết mục văn nghệ chào mừng. Mở đầu là ca khúc Tình Mẹ với phần trình bày của bạn Phương Quỳnh đến từ chi đoàn 12-1. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.